Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Ngươi muốn đem những thứ này đi đâu? Hả? Đương nhiên là đem đi đổ rồi. Ta muốn nước này rồi. Đây là tiền phòng, còn có thêm tiền thưởng cho ngươi. Nhớ kỹ, không được nói với người khác, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Chuyện không thể chậm trễ, Thanh Vân, chúng ta nhanh chóng đi hưởng thụ bảo dịch này thôi. Đậu xanh, sở thích của võ giả lại biến thái như vậy sao? Cả đời này của ta chưa bao giờ uống qua bảo dịch có linh lực dày đặc như vậy, thật sự là quá sướng. Ôi địch, tu vi quả thật là đang còn tăng lên rất mạnh. Nhưng mùi vị này sao cứ lạ lạ. Quả nó có lạ hay không, uống là xong thôi. Ta phải nhanh chóng, nhân lúc tình thế tu vi tăng lên, gắng sức, hút thêm vài ngụm. Quần đảo Đông Hải, tất cả phải bắt đầu nói từ lần đi xa kia. Tiểu tử nghèo và tiểu thư giàu có, Mikasa vừa gặp đã yêu trên chuyến tàu Titanic. Mikasa rất xem trọng tài hoa của Eren. Eren hiểu được sự cô đơn ở sâu trong nội tâm của Mikasa. Hai người đột phá phiến diện của thế tục, kết hợp ở với nhau. Đáng tiếc, trên chuyến tàu Titanic đụng phải lớp băng được giấu ở trong biển bị chìm xuống. Eren đem cơ hội sống sót nhường cho Mikasa, bản thân bị chôn vùi ở dưới biển. Eren dần dần biến mất bóng dáng dưới đáy biển. Cặp đôi yêu nhau này cuối cùng đã đón đến một cái kết sinh tử. Đây chính là câu chuyện của tàu Titanic. Thế nào, có phải rất là thê thảm đúng không? Ta sẽ không để chàng chết đâu. Cho dù ta chết, ta cũng không thể nào để chàng chết. Nhà đầu ngốc, đây chỉ là một câu chuyện, nàng đừng kích động như vậy. Tiểu Phàm, khó khăn có lớn cỡ nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối diện. Đương nhiên, chúng ta mãi mãi sẽ không chia xa nhau. Uầy, mỹ nữ. Nào, còn nhớ lời thoại của Misaka hay không? Đọc thử nào. Được Eren. Tư thế đẹp, phác họa tuyệt diệu. Dục vọng sáng tác giống như là sông nước, đổ ngược không thể nào thu lại được. Hơi thở đáng sợ thật, quần đảo Đông Hải lại có cao thủ như vậy. Lần này chúng ta đến là vì tìm Thiên Ma Cầm, không nên nhiều. Nỡ như bọn họ chính là xông về Thiên Ma Cầm mà đến thì sao? Vẫn nên điều tra rõ ràng thì an tâm. Được rồi, cẩn thận một chút, nhất định là phải che giấu được hơi thở. Ta đồng ý với lão bát. Cường giả thánh cảnh, hơn nữa còn có 3 người. Mình hiểu rồi. Tiểu Phàm, đây là mượn núi băng ngẩn dụ ba tên thích khách này, nhắc nhở mình phải bảo vệ tốt cho Thanh Long Hiệu. Tiểu Vũ, làng chỉ về trong biển làm cái gì vậy? Là nhìn thấy con cá lớn rồi sao? Đúng vậy Tiểu Phàm, chàng nhìn bên kia đi, có cái bóng đen. Không biết có phải là bầy cá hay không? Hai vị đúng là có nhã hứng thật. Cùng ngồi một thuyền xem như là cũng có duyên phận. Bức tranh này bổn công tử đích thân vẽ tặng cho hai người. Cảm ơn, đúng rồi Tiểu Vũ. Ta cũng sẽ vẽ tranh chân dung cho làng nhé. Thật sao, tốt quá. Hừm, hai người này lại dám biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Bổn công tử là thiên tài của thế gian họa đạo, nổi tiếng khắp tứ hải. Hoàng tộc của Xí Linh Quốc, muốn cầu một bức tranh đều phải xem sắc mặt của mình, mà bọn họ lại xem thường như vậy. Lần trước bút mực với nghiên mực ta mua về, làng có đem theo hay không?
đều đem theo hết rồi đây. Địch, có chuyện gì vậy? Mình lại không thể nào nhìn thấu được đẳng cấp của những bảo vật này. Cảnh sát xung quanh sao lại biến thành như vậy? Trừ phi ý thức của mình và Tiểu Phàm đã đi vào trong bức tranh của chàng ấy. Xem hoa trong sương, ngắm trăng trong nước. Giọng nói giống như mình. Xuân đến thu đi, vui buồn lẫn lộn. Hồng trần cuồn cuộn, có bao nhiêu người nhìn được rõ ràng? Ngươi là ai? Tại sao tướng mạo hơi thở đều giống như ta? Bẩm chủ nhân, ta chính là phân thân mà cao nhân tạo ra cho chủ nhân. Phân thân? Đúng. Ta thừa kế toàn bộ năng lực của ngài, sau này do ngài sai khiến. Nếu như chủ nhân gặp nạn, ta còn có thể thay thế ngài chịu đựng những thương hại chí mạng, bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Thuộc hạ tạm thời nuôi đi, bất cứ lúc nào cũng đợi sai khiến của ngài. Không ngờ Tiểu Phàm lại vì mình mà lên kế hoạch nhiều như vậy. Tiểu Phàm, ta đừng qua đây. Đại thần, ngài mới là họa thánh thật sự, xin hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Đậu xanh, đừng kéo quần ta như vậy. Hai người bọn họ lại đang làm cái gì vậy trời?